Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Thì trong video ngày hôm nay Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chuyển hình ảnh thành văn bản Thì ở trong cái video này Mình sẽ có một cái cái hình ha Một cái hình ảnh và trong đây nó sẽ có những cái văn bản mà các bạn cần copy Đó Thì khi mà các bạn nghe đến cái điều này Thì các bạn chắc hẳn là các bạn sẽ nghĩ đến cái việc là sẽ cài một cái phần mềm nào đó Để chuyển cái hình ảnh có chữ này thành cái văn bản tuy nhiên là trong cái hướng dẫn này mình sẽ không cần cài một cái phần mềm hết các bạn nha và cái mà mình cần đến đó là cái Google Drive ha trong cái ứng dụng Google Drive đó. thì các bạn hãy đăng nhập vào trong cái tài khoản Google các bạn và các bạn vào chữ Drive đó. rồi ở trong này thì mình chỉ cần là lấy cái hình ảnh này và bỏ vào Drive thôi bây giờ mình sẽ up lên up lên cái rai này ha, up cái hình ảnh này vào trong cái rai này. Khi mà các bạn up xong thì các bạn hãy nhấp vào trong cái hình ảnh này và các bạn nhấp phải ha, chọn vào open web, chọn google doc. Và lập tức là nó sẽ tự động nó chuyển đổi ha. các bạn chờ trong giây lát. ok, vậy là nó sẽ chuyển đổi xong ha. ở trên này là cái hình ảnh, còn ở phía dưới này là chữ ha, chữ viết ha. các bạn có thể là dễ dàng copy được cái chữ viết này để mà bắt vào trong cái cái một cái file khác của mình ha hay các bạn có thể thấy ha ở trên này uh, chữ viết như thế nào thì ở dưới này là nó sẽ uh, thành như vậy ha uh, đôi khi đôi khi ở trong này nó sẽ có một số cái là nó sẽ bị sai dấu và các bạn khi mà các bạn chuyển đổi ra các bạn hãy kiểm tra lại coi thử là nó đúng hay không nha uh, Nếu đúng thì mình có thể copy vô tư còn sai một tí thì các bạn có thể chỉnh sửa ha đó bây giờ mình có thể copy nè và ra vào đây chọn cái file cái file TT nó, nó, nó bác thì mình dán ra thử. Đó ha. Vậy là mình đã chuyển xong ha. Thì cái điều này rất là đơn giản ha. chỉ cần cái phần mềm của uh, Rai thôi là các bạn có thể là chuyển đổi uh, một cái hình ảnh có file văn bản thành một cái văn bản bình thường, đó một chữ ký tự bình thường. Đó rất là đơn giản không ạ. Nếu các bạn thấy uh, video hữu ích cho các bạn thì các bạn có thể Like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Cảm ơn các bạn đã xem video đến đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.